Theo tổng hợp của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều ca mắc bệnh truyền nhiễm. Cụ thể có 358.613 ca mắc COVID-19, 143 ca mắc bệnh sởi, 152 ca mắc bệnh tay chân miệng, 17 ca mắc số sốt xuất huyết và 39 ca mắc thủy đậu. Phần lớn các ca mắc đã được điều trị khỏi, trong tuần qua có thêm 112 ca mắc COVID-19 và 48 ca mắc bệnh tay chân miệng. Tất cả các ca bệnh sốt xuất, xuất huyết đều từ vùng có dịch trở về địa phương. Hiện còn 3 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, số còn lại đã khỏi bệnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế 12 huyện, thị xã thành phố và các đơn vị điều trị tuyến tỉnh, tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, điều trị kịp thời không để bệnh diễn biến nặng, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân, tăng cường dinh dưỡng chủ động phòng bệnh, khuyến cáo các địa phương thực hiện chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, diệt lăng quăng bọ gậy để phòng bệnh.